1, 2, 3, go. Gặp quan mình mạnh mẽ. Hôm nay mười mấy độ nhỉ? 11, 12 độ. 12 độ à? 9 độ. Được rồi. Hiện tại là 13 độ. 13 độ. Hôm nay 12 độ nhá. Hằng khỏe. Hằng khủng long sẽ biểu diễn đi bơi bướm ra sông á. Đi bơi nhưng mày đi thuyền à cái thằng này. Mày nhìn vận động viên khởi động đây, hai vận động viên khởi động đây. Ông này hỏi đi thuyền đi. Đây anh ngược biển lên tận sân bay này. Sợ quá đi. Mình đọc ở cái biển của nó nhà ghi là đi qua cầu Thăng Long phải không? Bảo đi qua cầu Thăng Long đây rồi nhớ đó. Lên đến lúc nó xa bên kia 38 phút vẫn đang dạo đầu. Vẫn đang dạo đầu. Anh hiểu vấn đề ở chỗ đấy. Xúc động quá. Mình mới trêu có 38 phút. Ừ đang camera. Lên TV à? Lên TV. Lên. Anh cứ lên cầu thôi, quay lại luôn em ơi. Khoảng 3 mét tới cầu này. Sao mới vực nhỉ? Nước này không? Trời ơi. Tụi nó sớm bay nhanh hỏi chỗ ra đi sao? Sao vào luôn đi anh Sơn ơi. Không có áo tay đâu. Chỉ quá xa không thể quay được. Quay đi còn hay ba. Quay à? À, quay à? Đây là một bể bơi rất đẹp giữa lòng Hà Nội. Kìa, quay xa kìa. Kìa, đây, đường bơi đây. Đây. Từ đầu đấy nhá. Đây. Đi ở chỗ bãi đá đằng kia là cự ly 500 m. Trong tháng 12 này để kết thúc năm 2020 này, anh em câu lạc bộ bơi khám phá sẽ tổ chức giải bơi sông Hồng Open Cup. Địa điểm diễn ra ở đây. Sâu rất là an toàn, chỉ từ khoảng 1 m. Chiều dài là 500 m. Đây là giải bơi sông Hồng mở rộng Open Cup 2020. Các vận động viên đang bước vào xuống trước là Quang Kelly. Quang Kelly, chào khán giả đi. Hello. Tiếp theo là anh Hưng. Tiếp theo là Đức đến từ Mỹ Đình. Công đến từ Thủy Khuê. Yeah. Chị Hương. Cuối cùng là tôi. Bắt đầu.
dẫn đầu là anh Công, đằng sau là anh Khánh đang vây vướm đuổi theo. Lại giật 30 giây ấy. Đúng rồi chị Hương. Biết bài bớt. Hoa cả bòi quay ra để xóa nào. Đi trên kinh đường đường là bao nhiêu nào. Đây Tiến vào đi, không lại bảo là mẹ không có mặt. Chết dở thật. Đây. Đây là xong chưa? Có anh Sơn 1, 3. Anh Sơn nào. 1, 2, 3. Go. Gặp quan luôn. Mày mẹ. 1, 2, 3. Go. 2, 3. Là con trai mình phải mạnh mẽ. Nói với đấy.